Mới đây, Liên đoàn bóng đá các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã gửi lời xin lỗi tới thầy trò huấn luyện viên Skoza vì không thể đáp ứng yêu cầu giúp đội bóng có thời gian tập luyện dài hơn ở Thái Lan nhằm bước vào giải đấu. Theo đó, U23 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vẫn sẽ đáp chuyến bay đến Bangkok vào ngày 2 tháng 1 năm 2020 và bắt tay vào tập luyện sau đó. Lý do được Liên đoàn bóng đá các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đưa ra là vì áp lực lịch thi đấu của các giải bóng đá hàng đầu trong nước đang trong giai đoạn cuối mùa. Nếu thay đổi kế hoạch sẽ gây ảnh hưởng tới thành tích của các câu lạc bộ. Trong khi đó thì tại Thái Lan, mới đây, báo chí nước này đã đăng tải thông tin rằng hai hậu vệ vừa được gọi vào danh sách sơ bộ của U23 Thái Lan đã bất ngờ dính chấn thương. Đó là Romaram và Chaturafat đều thuộc câu lạc bộ Post FC. Được biết, bộ đôi cầu thủ phòng ngự này phải tập riêng ở Post FC và khả năng cao sẽ buộc phải rút lui khỏi danh sách U23 Thái Lan khi toàn đội hội quân vào ngày 26 tháng 12.